Chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một bài tập của dây tĩnh mạch bằng phần mềm mô phỏng Power. Đầu tiên thầy sẽ vào Power, chọn New Case, chọn Draw, chọn Network để USB thanh bớt và máy phát tải gắn cái đường dây. Có một ví dụ như sau. Rồi tiếng có một hệ thống điện có 3 nút như hình 11 và có 3, ở đây ta có 3 thanh bớt. Đầu tiên ta sẽ vẽ 3 thanh bớt, bớt 1, bớt 2 và bớt 3. Bớt 1 quên, ở đây là có điện áp cơ bản là 220 kV, ta sẽ nhập vào này là 220. Thứ hai, và thành bước thứ ba, dạ vậy ha. Ở đây ta có một máy phát và hai tải. Tải tải thanh bus số 2 và thanh bus số 3. Ta sẽ về tải. Ta sẽ chọn máy phát trước. Ở đây tại tại số 2 gồm công suất tiêu thụ là 400, ở công suất phản kháng là 320, nhập vào đây 400, công suất phản kháng 320. Ok, tiếp tục tại tại thanh cá số 3 có giá trị là 300 và 270. 300 270 là chọn là đảo để nó hướng xuống như thế này. Tiếp theo ta sẽ vẽ đường dây. Ta có các điện trở trên đường dây 1,2 là 1/30. 1/30 thì có tính ra được là khoảng 0,0033. Ta sẽ vẽ đường dây. Đây, nhập transmission line. Enter 0,033 cho giới hạn ở này là 500, bấm OK. Tiếp tục đến đường dây từ tại 13 ở đây thì có điện trở là 0,0125, 0,0125 và giới hạn là khoảng 400. Ok, tiếp tục đến đường dây 23.
giá trị là 0.005, 0.005, giới hạn ta cho khoảng là 500. Sau đây ta sẽ mô phỏng bằng cách là bấm remote, chọn test và chọn play. Hiện tại ở đây đang là quá tải trên trên đường dây 13. Nhỏ này lại tí. Ta sẽ tăng giảm tải như thế này. Có thể giảm công suất, có thể thay đổi hay là có thể thay đổi giá trị của máy phát. Sau đây ta sẽ xem số liệu, bảng số liệu, chọn case information, chọn network, chọn line transformer. Đây bảng số liệu, đây là công suất tổn hao, công suất ở phần khác thì tổng thống loss, điện áp trên các thanh cái. Vâng, và cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.